mới về tình hình sức khỏe bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi uống sữa bột đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2 triệu người dân Palestine ở giải Gaza hiện sắp hết nước ngọt để dùng do cuộc bao vây phong tỏa của Israel ngày càng siết chặt. Giờ chúng tôi phải lấy nước muối vào các can. Tôi sẵn sàng uống nước muối. Làm thế nào được? Biến đại dương thành cục pin khổng lồ, dùng sức nước chảy của đường ống dẫn nước trong chính ngôi nhà của mỗi người để thắp sáng đèn, hay còn những cách nào khác với những nguồn năng lượng dồi dào sẵn có? Thưa quý vị, mưa lớn đang khiến cho nước sông dâng cao gây ngập úng một số vùng trũng thấp của tỉnh Quảng Ngãi, như 350 hộ dân ở thôn Long Yên, xã Bình Long, huyện Bình Sơn đã bị chia cắt gần một ngày qua. Chính quyền địa phương đã khẩn trương rào chắn, cắt cử người túc trực ngày đêm để đảm bảo an toàn. Tại vùng lũ Bình Sơn, nơi có lượng mưa lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, đã có 7 khu vực bị ngập gây chia cắt các khu dân cư. Khi cấp độ thiên tai xảy ra ở cấp 4 thì vùng lũ Bình Sơn sẽ di rời 10.000 dân đến nơi ở an toàn. Còn tại Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã ra yêu cầu phải sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, đồng thời vận hành điều tiết hồ chứa nước Tà Trạch để sẵn sàng đón lũ. Sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, khu dân cư, có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Cần chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, đề phòng bị chia cắt dài ngày, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. Yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đến các đơn vị địa phương nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài. Ngoài ra thì cần bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực xung yếu, hỗ trợ công tác di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, kịp thời khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông trên các trục chính, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du, gia cố đập đê điều. Tại thành phố Đà Nẵng, trong khi người dân ở trung tâm thành phố nơm nớp nỗi lo ngập lụt, thì người dân vùng ven thuộc quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ lại đang đối mặt với nỗi lo sạt lở và lũ. Những ngày qua, người dân phường Hòa Thọ Tây vô cùng lo sợ khi đất đá từ trên đồi thuộc dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà dân. Mỗi khi có mưa lớn, con đường trong khu dân cư trở thành suối. Dù được cảnh báo từ trước là có mưa lớn, các hộ dân sống cạnh dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ cũng đã phòng ngừa, nhưng không thể chống chọi là dòng nước dữ. Bùn, đất, đá từ đồi cao tràn xuống khu dân cư, chảy thẳng vào nhà. Người dân sống dưới chân cụm công nghiệp Cẩm Lệ cảm thấy bất lực, bất an mỗi khi mưa lớn về. Y một cái quả đồi mà biết bao nhiêu hectare mà. Cái gì y đó hay cái hạn cống mới mưa nửa tiếng đồng hồ lẫn giọng xuống chung ngã hàng cống đó. Khổ rất là nhiều. Mấy ngày trời này là dân là nổ cái dọn đất của dọn bùn là vô nhà là biết bao nhiêu. Theo những người dân ở khu vực cạnh dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ, trước đây chưa từng có tình trạng ngập úng cũng như sạt lở xảy ra. Từ khi xây dựng dự án này, đất đá và vật liệu xây dựng tràn vào nhà dân. Điều đáng nói là hiện nay mặt bằng của cụm công nghiệp có độ cao hơn mái nhà rất nhiều. Việc thi công không đảm bảo an toàn. Trước tiên, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đầu tư khu nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 là chưa đồng bộ và đồng thời với cụm công nghiệp. Cho nên vấn đề khớp nối về giao thông, hạ tầng, thoát nước là nó chưa đảm bảo. Nguyên nhân thứ hai là cái việc là do cái vấn đề là cái kè mái bê tông mới thi công xong, kết cấu nó chưa ổn định. Cho nên có cái tình trạng là mưa nó chảy tràn vào nhà dân. Sau sự cố gây mất an toàn này, quận Cẩm Lệ đã đề nghị thành phố Đà Nẵng đầu tư hệ thống thoát nước, xem xét phương án giải tỏa các hộ dân đến nơi ở mới. Tại những ngọn núi phía tây thành phố Đà Nẵng thuộc quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, hoạt động khai thác khoáng sản và săn lấp đất đá để xây dựng như cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Mỗi khi có mưa lớn, bùn đất tràn xuống các khu dân cư và khối lượng rất lớn. Hiệu quả chưa thấy, còn hậu quả thì rất rõ ràng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi uống sữa bột ở Tiền Giang khiến cho 2 người tử vong, bệnh nhân còn lại đã được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nghi ngộ độc cấp.
Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, thở máy. Các bác sĩ can thiệp bằng nhiều biện pháp như cho thở máy, lọc máu hấp phụ, sử dụng các thuốc vận mạch, các loại thuốc dịch truyền để đào thải chất độc ra ngoài nhằm giữ tính mạng của bệnh nhân. Sau khoảng 12 giờ đồng hồ hồi sức tích cực, trưa nay bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện tri giác, tỉnh táo hơn, bắt đầu tiếp xúc được. Xét nghiệm cho thấy tổn thương gan, thận, cơ tim và phổi đang có dấu hiệu hồi phục. Theo các bác sĩ, bệnh sử của nam bệnh nhân khá là phức tạp. Mẹ và em trai lần lượt tử vong, khả năng liên quan đến một loại sữa bột, trong khi trước đó đều khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường. Các bác sĩ hội chẩn nhiều chuyên khoa kết luận đây là bệnh cảnh ngộ độc cấp dẫn đến tổn thương đa tạng, suy hô hấp cấp. Khi chúng tôi tiếp nhận thì với một cái chùm ca bệnh cùng lúc là 3 người trước đó đều có một cái tình trạng là sức khỏe khá tốt, đang sinh hoạt bình thường. Sau khi tiếp xúc với lại cái loại sữa bột này thì nó đều có một cái triệu chứng giống nhau là rối loạn tiêu hóa trước và sau đó dẫn tới cái tình trạng hôn mê co giật và đã có 2 người tử vong trước đó. Chúng tôi chẩn đoán đây là một tình trạng ngộ độc cấp. Và cái chất độc đó là cái gì thì chúng tôi cũng chưa xác định được. Chính vì vậy cho nên là khoa bệnh nhiệt đới đã tổ chức một cái buổi hội chẩn liên chuyên khoa để đảm bảo cho cái tính mạng của bệnh nhân. Ngay trong tối qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đề nghị xác minh thông tin và xử lý vụ nghi ngộ độc sau khi uống sữa nêu trên, đồng thời phối hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa nghi ngờ. Yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm này, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm nếu sản phẩm nghi ngờ sản xuất kinh doanh ở địa phương. Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã gửi mẫu sữa đến Phân viện Pháp y Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm, đồng thời giám định pháp y người tử vong để tìm nguyên nhân vụ việc. Hôm qua, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Tiền Giang xác minh làm rõ vụ ngộ độc nghi do uống sữa khiến cho 2 mẹ con ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè tử vong và 1 người bị ngộ độc. Bộ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm này, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đình chỉ cơ sở sản xuất và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng liên quan đến việc nghi ngộ độc thực phẩm, nhiều học sinh trường tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, Hà Nội đã bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy sau bữa trưa vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Trong đó có những học sinh đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo ghi nhận, sáng hôm nay hầu hết các cháu đã quay lại với trường học, chỉ còn một số ít bạn đang theo dõi ở nhà. Theo phụ huynh, ban đầu một số gia đình nghĩ là do con ăn uống tại nhà nên các con bị đau bụng. Bởi một số em có triệu chứng ngay vào tối thứ 6 ngày 13 tháng 10, một số em thì đến thứ 7 và chủ nhật thì mới bị. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán các cháu bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Trong lớp ghi nhận hơn 20 học sinh trong tình trạng tương tự. Những lớp khác cũng có học sinh bị đau bụng và sốt cao. Phản ánh của phụ huynh, bữa trưa hôm đó, học sinh của nhà trường ăn mì ý kèm sốt và xúc xích. Bữa phụ buổi chiều có bánh ngọt. Một số con không ăn bữa phụ và mang bánh ngọt về nhà, cho thấy bánh vẫn còn hạn sử dụng. Từ ngày 16 tháng 10, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm và y tế quận Ba Đình. Ngày hôm nay, hơn 80 học sinh đã đi học trở lại. Tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 6 ca đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc lên 19 ca, thông tin từ Sở Y tế thành phố. Hiện tại có 12 ca đang được cách ly điều trị sức khỏe ổn định. Bệnh đậu mùa khỉ có thời gian ủ bệnh từ 6 cho tới 13 ngày và có thể tự khỏi trong vòng 2 cho đến 3 tuần. Triệu chứng mắc bệnh thường thấy đó là sốt, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như là mụn nước. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách là che miệng và mũi khi ho hoặc là hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Vâng, còn tại Hà Nội thì tiếp tục ghi nhận hơn 2.600 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần từ ngày 6 đến 13 tháng 10, tương đương với số mắc của 2 tuần trước đó, thông tin từ CDC Hà Nội. Vâng, và cộng dồn số lượng từ đầu năm cho đến nay thì Hà Nội đã có gần 21.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 3 ca tử vong. Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân nhất đó là Hoàng Mai, Phú Xuyên, Hà Đông. Trong 3 tuần qua, số ca mắc tăng mạnh và có dấu hiệu đi ngang. Tuy nhiên, theo CDC, để đánh giá được dịch đã chạm đỉnh hay chưa thì vẫn cần có thêm thời gian để theo dõi. Như chúng tôi đã đưa tin, bắt đầu từ hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra và giám sát các khoản thu trong trường học, đảm bảo việc quản lý thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục đúng quy định pháp luật.
Thực tế là hiện nay, việc các phụ huynh đồng hành với các nhà trường để chăm lo tốt hơn cho học sinh vẫn đang diễn ra tại thành phố. Tuy nhiên, làm thế nào để việc đồng hành, hỗ trợ, đóng góp của phụ huynh đạt được sự đồng thuận, tự nguyện, minh bạch và đúng pháp luật là vấn đề được quan tâm. Thì với một ngôi trường mà đã xây dựng ở đây là khoảng 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có nhà thi đấu đa năng riêng. Chính vì vậy mà cái khoảng không gian này dành cho 30 lớp học, nhưng mà các em học sinh thì không thể học tập. Khi mà trời mưa thì giáo viên và học sinh không thể tập ở ngoài sân như thế này mà phải vào trong lớp học. Trời mưa thì đã đành, trời nắng thì học sinh cũng chỉ tập vào đầu giờ sáng vì quá nắng nóng. Nhiều phụ huynh đã đề nghị đồng hành với nhà trường, đóng góp tiền để làm mái che. Nhưng theo họ, cần phải công khai minh bạch, đảm bảo sự tự nguyện theo hoàn cảnh của từng gia đình. Trường Dương Văn Thi thì là trường mới, có nhiều điều kiện cái sân như vậy mà nếu mà không làm thì học sinh rất là khó khăn trong cái chuyện học ngoài trời. Những cái gia đình như có những đứa con nó rất là giỏi, nó rất là đủ điều kiện nhưng mà nhà lại không đủ điều kiện về kinh tế thì sẽ là bất công cho những bạn đó. Cho nên là làm sao làm nhưng mà nó phải phù hợp giữa nhà trường rồi phụ huynh rồi học sinh. Nó phải hài hòa và tuân thủ pháp luật. Theo ban giám hiệu nhà trường, việc đồng hành của phụ huynh trong dạy học rất quan trọng. Nếu nhà trường thực hiện đúng nghị quyết 04 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các thông tư hướng dẫn thì rất dễ nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Nếu mình không nói được cái mục đích thực sự để dành cho các em, để có cái điều kiện cơ sở vật chất học thật tốt cho các em thì sẽ không chạm được cái trái tim của phụ huynh. Và mình quan điểm rằng là nếu tất cả những cái đề xuất của mình phát xuất từ thực sự một cái nhu cầu rất là thực tế của học sinh ấy, thì phụ huynh sẽ đồng thuận. Sở giáo dục thì phải có một cái sự giám sát một cách rất là thường xuyên và chặt chẽ, chứ không thể buông lỏng cho các trường muốn làm gì thì làm. Có những người 1 triệu đối với họ là rất lớn, đã gọi là tự nguyện thì phải dựa trên cái khả năng kinh tế và dựa trên sự tự nguyện một cách thực sự của tất cả các bên thì nó mới là hợp lý. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không để phát sinh khoản thu không đúng quy định ở trường học, tránh tình trạng lạm thu vào mỗi đầu năm học. Năm học 2023-2024, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công lập tại thành phố thực hiện các khoản thu thống nhất theo nghị quyết 04 của Hội đồng Nhân dân thành phố, bao gồm 26 khoản thu theo quy định. Những tua bin điện gió khổng lồ hay chỉ bằng một sải tay con người. Những nguồn năng lượng từ đại dương đến trong lòng đất. Có bao nhiêu loại năng lượng tái tạo chưa từng được biết đến rộng rãi? Thử thách lớn nhất là công nghệ này hiện còn quá mới mà thôi. Chi phí, quy mô sản xuất và công nghệ có giúp các loại năng lượng tái tạo mới phát huy hiệu quả. Xu hướng năng lượng tái tạo kiểu mới. Thưa quý vị, phát triển năng lượng tái tạo là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia hiện nay nhằm hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không, net zero, vào năm 2050 để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá ngưỡng 1,5 độ C như mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận Paris. Chính vì thế mà việc nghiên cứu và phát triển những loại năng lượng tái tạo mới đang trở thành xu hướng mà những quốc gia có lượng khí thải cao như là Mỹ, Trung Quốc hay các nước châu Âu đang theo đuổi. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng phân tích rõ hơn về vấn đề này với tiểu mục Thế giới xoay thứ ba hàng tuần, chuyên về các xu hướng và sự vận động không ngừng của cuộc sống. Và xin mời biên tập viên quốc tế Anh Quang. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và xin chào anh Hạnh Phúc ạ. Khi nhắc tới năng lượng tái tạo thì chúng ta thường chỉ nghĩ nào là điện mặt trời, điện gió. Song nếu không có gió, có mặt trời thì sao ạ? Việc sản xuất điện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vậy nên những nguồn năng lượng tái tạo mới hay là cách khai thác mới mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong tiểu mục Thế giới xoay ngày hôm nay sẽ là những nguồn năng lượng có thể khai thác mà không bị giới hạn. Đó cũng chính là những xu hướng tìm kiếm mới mà loài người muốn hướng tới và chinh phục. Biến đại dương thành cục pin khổng lồ, điều này hoàn toàn có thể. Nguồn năng lượng sẽ được thu từ chênh lệch nhiệt độ trong lòng đại dương và năng lượng cơ học từ sóng biển và thủy triều. Ví dụ bể cá này là đại dương, nhiệt độ trên bề mặt ở mức 26 độ C và càng ở dưới sâu nước càng lạnh hơn. Ở độ sâu 1.000 mét, mức nhiệt độ là 4 độ C và sự khác biệt về nhiệt độ này là điểm mấu chốt trong chuyển đổi năng lượng nhiệt đại dương.
nước bề mặt ấm làm nóng chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp, ở đây cụ thể là chất amoni. Chất lỏng đó bay hơi tạo ra hơi nước làm quay turbine tạo ra điện. Sau đó hơi nước được làm mát bằng nước biển sâu trở lại thành chất lỏng và chu trình cứ thế lặp lại. Tuy nhiên, việc khai thác năng lượng từ đại dương mới dừng lại ở mức phòng nghiên cứu, nhưng có một nguồn năng lượng khác cũng từ nước, song có tính khả thi cao hơn. Ngoài hai nguồn tiềm năng như là điện gió và điện mặt trời đang được triển khai và lắp đặt rất lớn tại Việt Nam cũng như trên thế giới, thì các nguồn năng lượng về hydro đang hứa hẹn sẽ là một nguồn năng lượng mới trên thế giới. Chi phí hiện tại để đầu tư hydro rất lớn, gấp đến 4 lần so với chi phí đầu tư điện gió và điện mặt trời. Chi phí cao như vậy, tuy nhiên thì hiệu quả khai thác cũng rất cao. Ngoài việc chúng ta đầu tư để sản xuất hydro, thì chúng ta có thể tận dụng các nguồn hydro dư thừa để ứng dụng vào các ngành khác như là ngành giao thông và các ngành công nghiệp. Năng lượng hydro được đánh giá là giải pháp thay thế tiềm năng cho nhiên liệu hóa thạch. Hydro được sản xuất thông qua quá trình điện phân nước và hiện được chú trọng phát triển thứ ba trên thế giới sau điện gió và mặt trời. Nếu pin mặt trời không thể hiệu quả vào ban đêm hay điện gió bị phụ thuộc bởi không gian khai thác, thì nhiên liệu hydro sẽ giải được bài toán tác động từ bên ngoài này. Như vậy là cách khai thác sức mạnh từ nước chính là một trong những lời giải để có thể sản xuất ra các nguồn năng lượng tái tạo mới. Và như phóng sự cũng vừa nhắc tới, bên cạnh việc tạo ra điện từ việc là chênh lệch nhiệt độ từ nước biển, thì việc điện phân nước ra khí hydro thì cũng tạo ra một nguồn năng lượng của tương lai. Ngoài Pháp, Mỹ và Ấn Độ đang đầu tư rất mạnh tay cho các dự án phát triển nhiên liệu hydro, thì mới đây nhất Trung Quốc cũng lần đầu tiên thử nghiệm vận hành tàu thủy chạy bằng điện hydro. Và đây được xem là một bước đánh dấu cho sự phát triển năng lượng tái tạo ở quốc gia này. Và chúng tôi sẽ cùng liên hệ với phóng viên Thái Bình thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết ạ. Thưa anh Thái Bình ạ, công nghệ này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào cho ngành vận tải tại Trung Quốc ạ? Vâng, sự kiện Trung Quốc vừa vận hành thử nghiệm tàu thủy của tập đoàn Tam Hiệp chạy bằng pin hydro tại tỉnh Hồ Bắc đánh dấu bước đột phá của nước này trong đưa công nghệ pin hydro vào các tuyến đường thủy nội địa. Tàu dài gần 50 mét được làm bằng nhôm thép, chở được 80 khách với tốc độ là 28 km/h và phạm vi hoạt động 200 km. So với các tàu chạy bằng nhiên liệu truyền thống, mỗi năm tàu này có thể thay thế 103 tấn nhiên liệu và giảm đến 343 tấn khí thải CO2. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Tập đoàn Đường sắt của Trung Quốc cũng xuất xưởng tàu lửa cao tốc hydro đầu tiên trên thế giới với tầm hoạt động 600 km, vận tốc 160 km/h và không thải khí. Tàu có 4 toa chạy bằng pin nhiên liệu hydro với bộ đệm siêu tụ điện. Tàu chạy 500 km một ngày có thể giảm đến 10 tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm. Ngoài ra, kinh phí đầu tư và bảo dưỡng cũng thấp hơn so với các dự án điện khí hóa khác. Hydro nguồn năng lượng siêu sạch cho ra sản phẩm phụ là hơi nước. Hydro được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau như điện gió, điện mặt trời, thủy điện, vân vân. Thật ra thì từ năm 2021, Trung Quốc cũng đã thử nghiệm tàu hỏa pin light hydro chở than ở Nội Mông và Liêu Ninh. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Thượng Hải, Quảng Đông đã đưa vào chương trình trình diễn quốc gia cho các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu hydro trong 4 năm. Vấn đề lớn nhất hiện nay đối với nhiên liệu siêu sạch này là làm như thế nào để hạ giá thành sản xuất. Trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn anh Thái Bình về những thông tin vừa rồi. Rõ ràng là để phát triển một loại năng lượng tái tạo mới thì cần có thời gian thử nghiệm và kiểm tra tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên thì quý vị đã bao giờ thử hình dung là năng lượng tái tạo không phải là những thứ quá vĩ mô mà nó lại đang xuất hiện ở trong chính mỗi ngôi nhà của chúng ta. Xin được bật mí, đó chính là từ đường ống nước sinh hoạt của mỗi hộ gia đình. Để nước máy có thể đến từng hộ dân, nhà máy sẽ cần xử lý và bơm nước với áp lực cao. Song để áp lực này không làm vỡ đường ống nước thông thường, sẽ cần tới một chiếc van áp lực. Và để tạo ra năng lượng điện, các kỹ sư đã lắp đặt một chiếc tua bin thay thế đúng chỗ van áp lực này. Đây là một chiếc tua bin nước thu nhỏ. Chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt vào đường ống nước tại nhà của mình. Điện sinh ra từ tua bin này có thể thắp sáng một bóng đèn hay sạc điện thoại.
Báo cáo đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ về tiềm năng của năng lượng sinh ra từ đường ống nước trên khắp các tiểu bang cho thấy 1,41 GW điện có thể được tạo ra từ việc lắp đặt các tua bin như vậy. Massachusetts đang là bang đi đầu trong việc tận dụng nguồn năng lượng này khi thông báo chi 1,33 tỷ đô la Mỹ nâng cấp hệ thống nước. Sẽ mất một vài năm, thậm chí là một thập kỷ để thu về chi phí đầu tư ban đầu. Nó sẽ phụ thuộc vào quy mô dự án. Thử thách lớn nhất là công nghệ này hiện còn quá mới mà thôi. Nhưng khi chúng tôi đi thuyết trình, đều nhận được sự ủng hộ. Dù khá khiêm tốn, nhưng lượng điện năng sinh ra từ đường ống nước này cũng đủ để cung cấp điện cho 1 triệu căn nhà tại Mỹ hoặc 10 triệu hộ tại Ấn Độ. Thậm chí nhiều thử nghiệm đang được tiến hành lắp đặt tua bin điện này tại các đường ống nước thải ở những thành phố lớn, nơi áp lực nước sinh hoạt thải ra lớn. Đây cũng là một nguồn năng lượng từ đường ống nước chưa được khai phá và sử dụng. Có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng giống như là tôi cảm thấy khá là bất ngờ với cách mà tạo ra những nguồn năng lượng rất là dồi dào như là từ nước biển, rồi nước thải hay là nước sinh hoạt xung quanh chúng ta. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đúng như các chuyên gia đã phân tích thì rào cản lớn nhất đó chính là về chi phí. Trong lúc chờ đợi hoàn thiện thì tôi nghĩ là tận dụng tối đa những nguồn năng lượng mà chúng ta đã khá là quen thuộc như là năng lượng mặt trời hay là năng lượng gió thì tôi nghĩ sẽ là khả thi hơn. Ví dụ như là nhà của tôi chẳng hạn đã từng lắp đặt rồi pin năng lượng mặt trời trên mái nhà và điều này có thể giúp cho nhà tôi có nước nóng sử dụng gần như 24/24 và suốt 4 mùa và tiết kiệm được khoản tiền rất là lớn cho phần điện này. Còn điện gió thì tôi nghĩ là tính khả thi cho từng hộ dân vẫn đang hơi khó đúng không anh? Đúng là nhắc tới điện gió thì nhiều người trong quý vị cũng như là anh Hạnh Phúc thì sẽ liên tưởng tới những chiếc tua bin khổng lồ ở ngoài biển. Nhưng với xu hướng năng lượng tái tạo mới hiện nay thì các nhà khoa học đang cải tiến và sản xuất ra những loại cánh quạt kiểu mới như ở bên cạnh tôi đây ạ. Có thể được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng như là dễ dàng hơn. Bạn sẽ cần đến sức mạnh siêu anh hùng nếu muốn bê chiếc điện gió khổng lồ này về giữa thành phố. Còn nếu không có sức mạnh, thì hãy thiết kế những tua bin không gây tiếng ồn, hoặc thậm chí là những tua bin không có cánh quạt. Một tin vui là cả hai ý tưởng này đều đang được thực hiện. Tua bin cánh hoa là giải pháp hoàn hảo cho các đô thị, bởi chúng hoạt động ở tần số thấp mà tai người không thể cảm nhận được. Là sản phẩm của công ty Flower Turbine BV của Hà Lan, chúng hoàn toàn thân thiện với các loài chim và động vật. Những bông hoa sắt này sẽ hoạt động ngay cả khi tốc độ gió chỉ 1 mét trên giây, có nghĩa là nhạy hơn gấp 3 lần so với điện gió thông thường. Có 3 kích cỡ về độ cao là 1 mét, 3 mét và 6 mét. Hoàn toàn phù hợp với cảnh quan đô thị. Hiện những bông tulip điện gió này đang được lắp đặt thử nghiệm ở Hà Lan, Đức, Israel, Colombia và Mỹ. Ví dụ như ở Rotterdam, những tua bin hoa này cung cấp năng lượng cho các trạm sạc xe đạp điện công cộng. Ở châu Âu, bạn có mùa đông ảm đạm, bức xa mặt trời thấp, nhưng đổi lại là rất nhiều gió. Rồi mùa mưa. Đó thực sự là tương lai cho phát triển tua bin điện gió cỡ nhỏ. Một trong những công ty khác là Aeromine Technologies có trụ sở ở Houston, Texas, Mỹ, với tua bin điện gió không cánh quạt. Thiết kế sử dụng khí động học tương tự cánh xe đua để thu và tăng cường dòng khí qua mỗi tòa nhà. Do không cần quay cánh quạt, mẫu tua bin này không tạo ra tiếng ồn và không đe dọa các loài chim. Công nghệ tua bin bền và hoạt động êm do Aeromine phát triển có thể sản xuất điện cả ngày trong mọi thời tiết, nhưng chỉ chiếm 10% diện tích mái nhà so với pin quang năng. Trong khi đó, có thể sản xuất điện nhiều hơn 50% pin quang năng trên mái nhà với cùng chi phí lắp đặt. Trong báo cáo cập nhật lộ trình Net Zero được Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đưa ra trước thềm hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra đầu tháng 12 tới, thì cơ quan này cho rằng là năng lượng sạch sẽ giúp hành tinh tiến gần hơn tới mục tiêu là giữ nhiệt độ không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các công nghệ năng lượng sạch đang đảm nhận 1/3 trọng trách giảm khí thải cần được thực hiện đến năm 2030 và góp phần vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Xin được cảm ơn anh Quang với tiểu mục Thế giới xoay. Trong lúc này thì chiến sự tại giải Gaza vẫn tiếp diễn. Theo số liệu thống kê mới nhất, xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas đã khiến cho hơn 4.000 người thiệt mạng ở cả hai phía. Còn tại giải Gaza, tâm điểm của chiến sự do cuộc bao vây phong tỏa của Israel ngày càng siết chặt. Khoảng 2 triệu người dân Palestine ở đây hiện sắp hết nước ngọt để dùng. Thiếu nước, người dân ở giải Gaza đã bắt đầu phải ăn uống bằng nước muối lấy từ biển. Anh Mohammad Jaman Sak đã tình nguyện lấy nước từ máy nước công cộng rồi chở đến cho các gia đình ở phía nam giải Gaza.
nhưng nước ở đây là nước muối. Vì số người trú tạm trong trại nhiều quá, không còn nước nữa. Vì thế tôi tình nguyện chở nước từ nơi khác đến, từ các khu vực nguy hiểm ấy. Giờ chúng tôi phải lấy nước muối vào các can. Tôi sẵn sàng uống nước muối. Làm thế nào được? Chúng tôi buộc phải dùng nước muối. Vòng vây của Israel đã khiến nhiên liệu, lương thực thực phẩm và nước không đưa được vào Gaza, dù Thủ tướng Israel Netanyahu đã đồng ý với Tổng thống Mỹ Biden nối lại việc đưa nước vào một số nơi ở phía nam giải Gaza. Trong khi đó, các hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc tại giải Gaza của Palestine đang gặp muôn vàn khó khăn trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel. Không gì được cung cấp vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Không gì cả. Không nhiên liệu, không thực phẩm, không nước, không một sự trợ giúp nào khác. Chúng tôi rất lo các bệnh lây qua đường nước sẽ lan tràn nếu giải Gaza tiếp tục không có nước và người dân tiếp tục dùng các nguồn nước bẩn. Tiếp tục với tin quốc tế, trường trung học Lycée Gambetta ở thành phố Arras của miền Bắc nước Pháp, nơi cuối tuần qua xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến cho một giáo viên thiệt mạng đã phải sơ tán do có cảnh báo bom. Đội giả phá bom mìn của cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường làm nhiệm vụ. Mặc dù nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm qua, nhưng vẫn mở cửa để học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường đến tưởng niệm thầy giáo bị tấn công thiệt mạng. Pháp đã báo động an ninh mức cao nhất sau vụ tấn công này. Tổng thống Pháp đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ tăng cường tuần tra an ninh tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch trên cả nước. Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở sân vận động King Baudouin ở thủ đô Bruxelles tối hôm qua, theo giờ địa phương, khiến cho hai công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương. Một đối tượng là nam giới, tự nhận là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ xả súng. Nhà chức trách đã triển khai một cuộc truy lùng quy mô lớn, đồng thời khuyến cáo người dân Bruxelles ở trong nhà cho đến khi mối đe dọa chấm dứt. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy kẻ tấn công có bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc xung đột mới nhất giữa lực lượng vũ trang Hamas và Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tới Israel trong ngày mai 18 tháng 10. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ được thực hiện theo lời mời cuối tuần qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo Nhà Trắng, chuyến đi nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Tel Aviv trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas, trong khi thúc đẩy các giải pháp để tháo gỡ thảm họa nhân đạo tại giải Gaza của Palestine. Giới chức Israel cho biết chuyến thăm này mang tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ Trung Đông. Người hâm mộ truyện tranh đang đổ về New York để tham dự Comic-Con hàng năm. Sự kiện kéo dài 4 ngày là nơi tuyệt vời cho những mọt sách chính hiệu. Tôi luôn đến đây hàng năm. Ở đây tôi có thể thể hiện sự ngốc nghếch và hâm mộ cuồng nhiệt của mình mà không cần cảm thấy xấu hổ. Tôi đã đến đây từ khi còn học lớp 1. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất thích nó vì được gặp những người nổi tiếng và có thể thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Năm nay tập trung vào nội dung kinh dị. Chúng tôi có một số buổi ra mắt ma quái khiến người hâm mộ thích thú. Blumhouse sẽ đến, trình chiếu giới thiệu và nói về các dự án sắp tới của họ. Dự kiến có gần 200.000 người sẽ tham dự lễ kỷ niệm văn hóa đại chúng, từ truyện tranh đến phim ảnh và truyền hình. Từ những bức phác họa chuột Mickey đến chiếc giày thủy tinh của lọ lem, tất cả đều xuất hiện trong cuộc triển lãm tại London nhằm kỷ niệm 100 năm ra đời của Walt Disney. Hơn 250 mặt hàng được trưng bày, bắt đầu bằng phần giới thiệu về nhà làm phim hoạt hình kiêm nhà sản xuất Walt Disney và nhân vật của ông, Oswald the Lucky Rabbit, được cho là nguyên mẫu của chuột Mickey. Brett Evan, người đã lồng tiếng cho nhân vật chuột Mickey từ năm 2009, được hỏi liệu anh có bao giờ cảm thấy lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa đối với công việc của mình hay không. Tôi rất may mắn khi được biết rằng Mickey cần sự ấm áp đến mức tôi thực sự không có nhiều thời gian quan tâm đến điều đó. Bởi vì khi tôi đứng sau micro, điều tôi cố gắng làm là mang lại sự ấm áp chân thực cho Mickey. Tôi nghĩ miễn là chúng ta có thể làm được điều đó trong các nhân vật của mình, thì chúng ta sẽ ổn thôi. Xuyên suốt 10 phòng trưng bày của triển lãm, du khách có thể ngắm nhìn các đạo cụ được sử dụng trong Mary Poppins cho đến mô hình sản xuất các nhân vật từ phiên bản live action, người đẹp và quái vật. Ngoài ra còn có các bản thảo và vật phẩm từ Marvel, Pixar, các bộ phim chiến tranh giữa các vì sao. Ngay từ khi ra đời tại Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, cặp đôi gấu trúc khổng lồ này đã ngay lập tức trở thành hiện tượng trên YouTube. Thu hút sự chú ý đông đảo không kém gì các thần tượng Hàn Quốc, nên những video mà công viên giải trí Everland đăng tải về những chú gấu trúc này luôn nhận được cả triệu lượt xem.
Được biết, quá trình đặt tên cho hai thần tượng giới trẻ này có sự tham gia bình chọn trực tuyến của 5.000 người và kéo dài suốt 43 ngày. Sau khi được các nhân viên đưa vào danh sách rút gọn, hai cuộc bỏ phiếu công khai sẽ quyết định tên chính thức của các chú gấu trúc. Tại buổi lễ ra mắt này, tên chính thức của cặp gấu trúc cũng được công bố là Ray Bao, báu vật khôn ngoan, và Huy Bao, báu vật tỏa